Vâng, xin chào tất cả các bạn, tôi là Johnny Thông đây. Ngày hôm nay tiếp tục trở lại cái chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt tôi muốn hướng dẫn các anh chị cách bán Electronium. Chúng ta chuyển lên sàn Riptopia. Riptopia là sàn New Zealand rất là uy tín. Và tôi đã có một cái clip để hướng dẫn với các anh chị cách mở sàn Riptopia rồi. Thế ngày hôm nay anh chị đã đầu tư cái token có tên là Electronium, một cái nền tảng về công nghệ khá là tốt. Và tôi sẽ hướng dẫn các anh chị bán cái Electronium như thế nào. Ok. Rồi đầu tiên các anh chị mở vào cái tài khoản Riptopia. Riptopia này chúng ta search cái chữ là ETN, tức là cái ký tự của Electronium. Chúng ta thấy cái nút deposit ở đây. Chúng ta sẽ bật vào và nó sẽ hiện ra hai cái địa chỉ. Một là cái địa chỉ ETN Electronium address và cái địa chỉ payment ID. Chúng ta copy cái này. Chúng ta tiếp tục chúng ta đăng nhập vào cái ví Electronium. Ok. Electronium này và chúng ta sẽ bấm, chúng ta sẽ gì ạ? Control V, tức là chúng ta đưa cái ví Electronium trên Riptopia lên đây. Và đây là cái payment ID, chúng ta quay trở lại, chúng ta copy cái này, cái bên trong trên á. Ok. Rồi, chúng ta tiếp tục đưa vào đây. Ok, và chúng ta bấm Next. Và chúng ta muốn chuyển số lượng bao nhiêu? Ví dụ tôi muốn chuyển số lượng là maximum. Ok. Đó. Năm tám năm chín chín. Ok. Thì các anh chị thấy là maximum transaction fee là 0.2. À, 0.2 ha. À, 0.2 559 chấm. Cái này là 79 thôi. Ok. À, thế thì đến 79 là nó cho chuyển các anh chị nha. Và tôi sẽ bấm cái gì ạ? Đây, review. Là send tới địa chỉ này để các anh chị kiểm tra. Cái payment ID tôi muốn kiểm tra lại lần nữa. Cái này là đuôi là có số 4M. Cái này là 186. Đúng rồi. Ok, đã chính xác. Và đến đây chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ confirm. Và lúc này các anh chị phải nhập cái gì ạ? Nhập cái mã PIN của cái Electronium mà các anh chị nhập. À, chúng ta phải nhập được đúng chính xác cái mã PIN vào. À, và anh chị bắt đầu bấm gì ạ? Verify cái PIN này. À, và chính xác thì nó sẽ cho chuyển đi. Nó đang báo là transaction information này trong cái giai đoạn là processing. Processing your transaction. Chúng ta đang chờ đợi để nó báo thành công. Trong thời gian này thì anh chị đừng có tách cái trình duyệt này nha, để cho nó thành công đó. Và chúng ta đã chuyển lên đâu ạ? Chuyển lên là cái ví, cái sàn giao dịch của New Zealand. Ok. Đang ở trong giai đoạn gì ạ? Pending. À, trong giai đoạn pending. Ok. Và nó báo. Và chúng ta sẽ làm gì ạ? À, chúng ta tắt cái này đi. Và ở đây nó có báo này. Chúng ta chuyển đi và ở trong tình trạng này. À, đang ở trong tình trạng là pending. Ok. Vậy thì anh chị đã chuyển thành công. Chúng ta đã chuyển thành công cái gì ạ? À, Electronium này. Chúng ta đã chuyển thành công. Và chúc anh chị khi mà nó lên sàn Riptopia này, chúng ta sẽ gì ạ? Bán cái này. Chúng ta có thể bán khi mà nó đạt giá tốt để chúng ta lấy về Bitcoin hoặc Ethereum các anh chị nha. Vậy thì tôi đã hướng dẫn các anh chị cách bán Electronium và chuyển lên bán thành công. Và sau khi và nó đã lên được sàn rồi thì cách để các anh chị bán như sau. Chúng ta vào phần exchange. À, chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ search ETN đây. Và chúng ta sẽ vào cái Electronium này. Và chúng ta muốn bán.
chúng ta muốn bán, ví dụ số lượng các chị bán, ví dụ là bán là bao nhiêu ạ? 100 ngàn đi. 100 ngàn. Với cái giá, giá ở trên này các anh chị là chúng ta bán, chúng ta bán với cái giá đây. Chúng ta có thể bán với cái giá nào ở đây? Chúng ta nhớ, chúng ta nếu chúng ta bán với cái giá tốt thị trường thì chúng ta sẽ khớp lệnh ngay. Ok, tôi sẽ tìm cái giá, ví dụ giá ở đây là giá giá mới nhất. Giá mới nhất. Ok. Và tổng chúng ta bán, chúng ta sẽ kiếm được 0,5 bit các anh chị nha. Và chúng ta sẽ sell. Chúng ta sell ở đây. Vậy thì các anh chị đã bán thành công và sau đó anh chị quy đổi thành cái gì ạ? Bitcoin. Đây là cặp tiền Electrum trên Bitcoin. Ok, chúng ta sẽ bán Electrum để quy đổi thành Bitcoin các anh chị nha. Chúc các anh chị bán thành công và thu thật nhiều Bitcoin với Electrum này. Cảm ơn các anh chị một lần nữa. Tôi là Johnny Thông. Xin chào và hẹn gặp lại.